Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì lại là Phước điện thoại cũ đây. Thì hôm nay là cửa hàng Phước sẽ về thêm một số máy nữa, giá rẻ lắm nha anh em. Từ 350 đến 950 ngàn. Thì có những con anh em có thể trải nghiệm được chiến game tốt luôn nha, như game Liên Quân, Free Fire hoặc là PUBG đều được hết nha. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33, Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Anh em ở gần thì qua xe máy, anh em ở xa thì cọc giúp Phước trước 50 ngàn. Thì Phước sẽ giao máy nha, thì máy tới anh em được quyền mở ra kiểm tra, ưng ý thì lấy hàng, không ưng ý thì cứ trả hàng về nha. Rồi số điện thoại Zalo mua hàng của Phước là 0912731033, cũng là Zalo nha anh em cứ cần con nào thì cứ cứ kết bạn Zalo với Phước rồi sẽ nhắn cho Phước qua cái mã máy đó, anh em muốn xem thì Phước sẽ quay riêng con đó ra cho anh em coi ha. Rồi thì bây giờ Phước sẽ vô chi tiết từng máy luôn nha. Thì đầu tiên là giá rẻ nhất ở đây là mình có ba, mình sẽ quay mẫu mẫu 300 ngàn trước cho anh em nha. 300 ngàn đây thì mình có là dòng S3. Đây, hiện tại mình có ba cây Samsung S3 ha. Thì con này thì nó chỉ giúp cho anh em trải nghiệm như là YouTube, xem phim, nghe nhạc thôi ha, với lại nghe gọi. Còn Zalo thì không xài được nha anh em. Vẫn tải được Facebook nha, mình vẫn lướt được ha. Rồi, đây là 300 ngàn nha anh em, đây là Samsung S3. Mọi chức năng đều ok, máy ra máy rất là đẹp ha, nhỏ gọn luôn. Samsung S3. Thì con này là Phước bán cho anh em 350 300 ngàn nha. Rồi, tiếp theo là con Samsung A5. Con này thì bán cho anh em là 380.000 nha. Samsung này A5 này thì nó nứt kính ở đây, với nó bị liệt một phím ở đây ha, liệt phím về, còn phím này vẫn xài được bình thường nha. Rồi, màn đẹp, mọi chức năng ok, nghe gọi Zalo, Facebook đều được hết nha. Nó bị liệt phím về, anh em tải cái phím điều hướng ảo về là xài được bình thường nha. Còn phím này vẫn xài bình thường, ok còn lại mọi chức năng vẫn xài ok nha anh em. Đây con A5 nha. Máy ngọt rất là nhỏ gọn và dễ thương, 380 ngàn nha. Rồi tiếp theo ở đây là Phước có một con Miro 5. Con này thì nó là bản đời cao của so với con Oppo Neo 7. Nó là RAM 2, bộ nhớ 16 GB. Máy rất là đẹp luôn. Này người ta gọi là Neo 7S nha. Nếu mà tên gọi khác là Neo 7S thì con này cho anh em được Zalo, Facebook, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi rất là ok luôn nha, máy rất là đẹp. Rồi, con này Phước bán cho anh em là 650 nha. Miro 5 là Neo 7S ha, 650 ngàn. Tiếp theo ở đây Phúc có một con Oppo R7 bị nứt kính anh em. Con này thì chơi game thoải mái luôn nha. Nứt kính. Cái này phần này là phần cường lực của nó nha anh em. Con này Oppo R7 RAM 4, bộ nhớ 32 GB. Pin rất là ok luôn, mọi chức năng đều ok hết nha. Thì con này Phúc bán cho anh em là 480 ngàn về chiến game nha, chiến game thoải mái luôn. Game Liên Quân, Free Fire các kiểu đều chơi được hết nha. Đây là Oppo R7 480 ngàn. Mọi chức năng ok, nghe gọi, xem phim, Facebook, Zalo các kiểu đều ok hết nha, 480 ngàn. Tiếp theo ở đây Phúc có một con Nokia 3 cũng nứt kính ha. Con này pin trâu, nghe gọi, xem phim, nghe nhạc bao ok luôn, Zalo, Facebook được hết luôn nha. Rồi, con này Phúc bán cho em đồng giá với con A5 380 ngàn luôn nha, bị nứt kính ngay đây ha, anh em ha. Rồi đây là 380 ngàn. Tiếp theo ở đây Phúc có một con LG ha, LG rất là đẹp luôn, màu trắng tinh luôn ha. Thì con LG này nó đặc biệt ở chỗ là nút nguồn là ở đây, này nút tăng giảm âm lượng là ở trên đây hai bên này ha. Rồi con này cũng Zalo Facebook được luôn nha anh em, con này Phúc bán cho nên là 380 ngàn luôn nha, máy full chức năng, nghe gọi ok luôn, màn không bị bể vỡ, không nứt kính luôn nha, 380 ngàn ha. Rồi tiếp theo ở đây là Phúc có một con Z5 2015 RAM 2 bộ nhớ 16 GB, nứt kính nha anh em. Đây nó nứt ngay chỗ một phần ở đây nè anh em, để ha, để tắt cái màn hình đi anh em sẽ dễ thấy hơn. Nó bị vỡ ngay đây nè anh em thấy ha, ngay đường này, một đường cong ở đây ha. Rồi con này thì Phúc bán cho anh em là 380 ngàn luôn nha, bằng giá với con LG, con A5 và con Nokia nước kính ha. Rồi ở đây thì Phúc có ba cái iPhone 4 bản 16 GB và bản 8 GB, và Phúc bán đồng giá luôn là 350 một cây ha, máy rất là đẹp luôn. Thì riêng iPhone 4 này khi anh Phúc bán cho anh em thì Phúc có tặng cắp sạc luôn nha, ba anh em xài 7 ngày mà lỗi đổi máy khác. Này là iPhone 4G không phải 4S nha anh em, máy ngọn nhỏ gọn, xem phim nghe nhạc rồi nghe gọi rất là sang trọng luôn, nhìn máy rất là đẹp nha, hầu như là ken 99% luôn, pin tốt ha. Ba cái iPhone 350 nghìn một cây nha, máy rất là đẹp. Rồi, đây có ba cái iPhone. Tiếp theo là mình ở đây mình có ba cây Z2 Rim.
Thì Ethereum mình sẽ bán cho anh em là 480.000 một cây ha. Ethereum mọi chức năng đều ok hết nha, 480.000 một cây Ethereum. Máy full chức năng đẹp, nói chung là ngoại hình khoảng tầm đâu đó khoảng 80% ha. Rồi tiếp theo đây Phúc có một con Micron, một con Oppo Neo 5. Thì con này Phúc cũng bán cho anh em là 380.000 luôn nha. Con này thì nghe gọi xem phim Zalo được hết luôn nha. Máy nhìn nhỏ gọn rất là dễ thương luôn. Mọi chức năng ok, Facebook, Zalo đều xài được hết nha. 380.000 một cây ha, đồng giá với trong này luôn. Rồi ở đây thì Phúc có hai con mắt, ba mắt Pro, ba mắt của Asus ha. Thì con này á là Phúc bán cho anh em là 550. Thì con này là, xin lỗi anh em, con này Phúc bán cho anh em là 480.000 luôn nha. Thì RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Ở đây là của khách mình mới thu lại, thì con này họ dán keo này nè, thì mình có thể về ép kính lại xài vẫn được nha. Con này pin trâu bò lắm nha anh em, vân tay vẫn còn xài được nha. Con này khách còn chưa bốc keo luôn nè anh em, mình thấy không, còn keo luôn nè. Thì này bán cho anh em 480.000, anh em về xem phim nghe nhạc hoặc là chiến game đều ok hết nha. Rồi con này 480.000. Rồi ngoài ra ở đây Phúc có một cái bảng full, đây là bảng full nha, đây là bảng full, là con là cũng là nó luôn, nhưng mà bản full máy không lỗi lầm gì hết, mọi chức năng đều ok ha. Rồi để Phúc đây nè, máy mọi chức năng ok hết nha. Thì con này Phúc bán cho anh em là này, Phúc bán cho anh em là 750.000 nha, 750.000 bản full Asus, lo to pin ok, RAM bao nhiêu 32 GB. Con này thì anh em chiến game là thoải mái luôn rồi ha, không bị lỗi lầm gì nữa hết nha. Rồi ở ngoài ra Phúc còn có một con G7 Lút, có một con G7 Lút, đây 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 con G7 Lút này ha. Đây là con G7 Lút, RAM 4 bộ nhớ 32 GB. Thì con này là nó bị mất rung nha anh em, mất rung với màn của nó đây, mà nó bị lỗi màn ở đây anh em thấy không? Nó bị tối ở đây thôi ha, còn lại một chức năng đều ok hết. Thì con này Phúc bán cho anh em 950.000 nha, G7 Lút. Nghe gọi xem phim nghe nhạc, con này chơi game thì khỏi phải bàn luôn ha, rất là ok luôn, 900 ngàn ha. Còn con này là 850 ngàn, ơi xin lỗi anh em, con này 750 ngàn nha. Rồi hôm nay thì Phước sẽ show những dòng máy giá rẻ cho anh em, thì anh em nào cần thì cứ liên hệ với Phước nha, số điện thoại là 0917 31033. Rồi anh em nào, cảm ơn anh em đã xem video của Phước nha, xin chào anh em.